tàu vỏ thép nè anh em, tàu vỏ thép chở lưới nè, tàu cỡ đây mà chở vẫn đầm tàu luôn. Chiếc này dài tới 25-26 mét, thấy dàn lưới, dàn lưới khủng quá. Tàu cỡ đây, dàn lưới cỡ đó thì anh em biết, thì ghe cỡ 17-18 mét thì chở dàn lưới không có nhiêu hết. Ở bên ngoài tàu sắt và thép rồi quá trời nè, 20 chiếc nè, ghe gỗ. Ghe mình chưa chở, còn đây 2 chiếc chưa chở lưới. Dàn đồ của tàu vỏ thép đó, chở dàn lưới nghiêng tàu chưa ganh lại đó, anh em thấy dàn giữ dàn. Nói chung mấy tàu lớn nó làm nó dàn đồ lưới nó lớn, cộng thêm cái công nghệ trên tàu nó cũng hiện đại nên làm nó bắt kịp với thời đại lắm em, hiệu quả này. Dùng cạo thủy lực anh em ha, cạo thủy lực kiểu như cạo nhớt vậy, bình thường anh em cạo, dùng cạo cơ giới thì cạo cơ giới thì độ cầu cạo của xe ô tô thôi. Cạo thủy lực nó xài bằng bơm nhớt 5 sao. Thấy dàn lưới của tàu khiếp không? Tàu cỡ đây chở dàn lưới cỡ đó thì anh em biết rồi, mấy ghe lưới quay rồi bây giờ 17-18 mét thì chở dàn lưới nó gọn lưới lắm anh em, gọn, rất là gọn lưới. Nói chung là ghe cỡ 17-18 mét bây giờ nó cũng gọi là hơi nhỏ so với lưới quay đánh con cá tầm sâu giống như mấy anh em mình. Tàu vỏ thép vô dàn lưới dàn đồ nghiêng tàu luôn. Bên này tàu nhựa, đây bữa nay nắng ấm mấy anh em tiến hành làm mấy cái lặt vặt cho nó xong, lâu quá mới thấy là mặt trời, tháng rồng mới thấy là mặt trời. Hôm bữa trồng cái trụ nó ổn định rồi, nhưng mà tìm cái ngày mà đỡ làm sơn rồi lắp tít cái phần lưng trụ dựa vô trong mấy cái bon nè, chưa làm được, bữa nay làm luôn. Đấy, mới mời sáng mấy anh em lắp tít, đội keo lắp tít xong rồi, đội keo dàn nhân lực của anh em thầy thợ trên ghe luôn. Mấy cái này đơn giản thôi, chỉ tốn cái công thôi, còn kỹ thuật là anh em làm vô tư. Anh em cho lên khen lên luôn hả, lên khen lên nghiêng đây nè, mấy anh em ở dưới ghe giờ lên dây lên nhựa rồi luôn đây nè. Hả, bồ đây lắc ít dữ ta, lắc đồng rộng thêm nữa anh hai, lắc gọn à, lắc tầm 20 khoan vừa rồi đó. À, lắc gọn vừa không? Vô nghe đây hỉ đây, chừng nước nó vô nó luồn tới lại chứ. Nó luồn tới lại nó xuống ở dưới đè giang rồi.
anh trụ súng này, khu vực này ông lắc luôn này. Sáng nay ông biết cái vụ gì Phong Nguyên quay phim đòi hỏi. Ấy lắc còn chưa lại ít, bữa nào đàn em hưởng sái. Còn mấy lặt vặt chưa ấy. Chưa làm. Trong cảng có chương trình bia Sài Gòn á. Xuống phát bà con thùng ăn Tết đây. Đây nè, chiếc thu mua hôm bữa giới thiệu cho anh em mình trang bị cái 6 HI. 6 HIM hả? 570 mã lực á. Hôm nay xuống cặp cảng làm gì lặt vặt nè. Leo lên chơi luôn. HIM mình mới nghiên cứu là nó có cả cái dòng 500 mã lực nữa nha. Hồi trước kia là mình biết chị qua nó chỉ có cái dòng 630 mã lực, bây giờ biết nó cái dòng có cái dòng 570. Ồ giờ cái dòng 500. Đó, nó tính ra dòng HI nó nhiều phân khúc công suất. À, mình có mấy cái ở trong bãi máy nha. Mình có mấy cái HI Cumin rồi HE ở trong bãi máy, anh em nào cần mình cho số điện thoại cái anh ở trong bãi máy luôn, anh em làm thôi. Xuống cảng nhậu nè, xuống cảng chương trình bia Sài Gòn gì đây nhậu nè. Lâu quá lâu chưa ra clip nào cho bà con coi nè. Còn mày mày quay ta lé mà coi rõ. Còn đó đó ta chìm ngửa nhưng quay biết là thôi nói gì. Đồ mấy gì mà bữa chạy gầm rú mà ở nhà mà giật mình chạy ghi xuống cảng thăm chừng luôn không? Tiếng bô nổ đúng vậy không? Tiếng bô nổ đúng rồi đây. Hồi bữa nổ xong rồi em nói cho ở trong ở nhà đâu hoài. Ông nào vô cảng chạy giữ lấy ghi chạy lấy xe chạy xuống cảng thử. Chạy vừa xuống tân cảng này ổng lên ổng gần đó. Chuẩn bị ổng cặp ghê luôn á. Này còn làm đẹp gì nữa. Tàu vỏ thép, tàu vỏ thép anh. Tàu vỏ thép cuối năm gõ sắt cho nó rụng bớt sơn mới lại. Bên này tàu vỏ gỗ nè. Tàu vỏ gỗ bắt đèn á, bên đây mới tiến hành bắt đèn. Này mấy anh em tiến hành bắt đèn rồi mấy anh em. Bắt đèn xong lên cảng nhận bia Sài Gòn luôn nha. Chở xuống tới một xe bia. Livestream anh em bà con ngư dân. Đồ mới mua dép ông địa. Chai máy gần 2 chai đây, xuống dưới ghe dứt luôn trời. Mới mua đầu dép ông địa Mỹ luôn á. Tất niên tất đồ tới nơi hết trơn rồi. Tranh thủ làm buổi 2 buổi nữa ăn tất niên. Có gì qua Tết làm tiếp. Hả thay? Làm buổi 2 buổi nữa qua Tết làm tiếp chưa? Ấy là còn công chuyện qua Tết làm tiếp. Rửa tay sạch sẽ. Làm xong sẽ càng khỏe.